Ok, nội dung số 4 nhé. Đó là xét tính đơn điệu của hàm số dạng 4. Xét tính đơn điệu của hàm số lượng dạng. Thầy sẽ đưa ra cái bài toán đầu tiên dễ nhất. Ví dụ số 1. Đó là tìm khoảng đồng biến nghịch biến. Tìm khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số y bằng sin x ở trên một cái khoảng, đó là từ 0 cho tới pi. Đó, một bài toán cơ bản nhất. Xét tính đơn điệu tức là mình sẽ đi tìm cái khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số. Thế thì để mà xử lý được cái này thì hoặc là các em sẽ phải thuộc lý thuyết hoàn toàn. Nhưng ngoài ra thì cái việc nhớ tất cả mọi thứ có thể là nó sẽ quá nhiều. Và khi người ta cho em một cái khoảng bất kỳ nào đó thì cái thời gian em nghĩ nó sẽ rất là mất thời gian. Chính vì vậy thì đối với những cái loại như thế này, chúng ta sẽ đi lập bảng biến thiên của nó, là chúng ta sẽ có thể kết luận được. Để lập được bảng biến thiên thì các em phải ghi nhớ một vài cái giá trị lượng giác đặc biệt, như là sin 90, sin 0 độ, sin 180 các thứ. Đó, thì cái việc mình thuộc nó sẽ giúp mình có cái tốc độ xử lý nhanh hơn cái việc là các em bấm máy tính. Thế thì ở đây làm như thế nào? Thì bây giờ thầy sẽ trình bày mẫu một câu, các bạn nhìn này. Ở đây của mình nó có x tính từ 0 cho tới pi. Và ở dưới nó sẽ là cái hàm số của em, nó chính là cái hàm sin x. Thế thì bây giờ các em cần phải biết được rằng là từ 0 đến pi ấy, thì cái anh sin x này này, nó sẽ có những cái giá trị đặc biệt nào? Hay là từ 0 đến pi thì cái góc x của mình nó có cái góc đặc biệt nào mà khi mà thay vào đây nó sẽ có những cái giá trị đặc biệt không? Thì như các em đã được học ấy, trong cái hôm mà các em học về cái đồ thị, cái lý thuyết ấy, thì những cái khoảng mà mình sẽ đi vẽ đồ thị, đó là những cái khoảng nó cứ cách nhau một cái vùng, đó là pi trên 2, các em còn nhớ không? Như vậy từ 0 đến pi thì nó sẽ có một cái giá trị đặc biệt ở giữa, đó là giá trị pi trên gì nhỉ? Pi trên 2. Vậy thì cho thầy hỏi là sin 0 thì bằng bao nhiêu nào? Sin 0. Sin 0. Có phải sin 0 thì sẽ bằng 0 không? Sin pi trên 2 thì bằng mấy? Sin pi trên 2 thì bằng 1. Và chắc chắn rồi, số 1 nó phải nằm ở bên trên số 0, đúng không? Và tiếp tục sin pi thì nó lại bằng gì? Lại bằng 0. Vậy từ đây thì các em có thể dễ dàng các em nhận ra là từ 0 đến pi trên 2 thì cái hàm số của mình nó có cái giá trị là tăng từ 0 cho tới 1. Và từ pi trên 2 đến pi thì giá trị của nó sẽ giảm từ 1 cho tới 0. Vậy thì trong cái vùng giá trị tăng đó sẽ là cái vùng đồng biến. Còn trong cái vùng giá trị giảm thì nó chính là cái vùng nghịch biến. Và đến đây thì các em có thể kết luận là hàm số của mình nó sẽ đồng biến ở trên cái khoảng đó là từ 0 cho tới pi trên 2. Và hàm số của mình nó sẽ nghịch biến ở trên cái khoảng là từ pi trên 2 đến pi. Đó. Thì đây chính là cái cách mà người ta sẽ làm đơn giản nhất bài toán đi. Bản chất là đi lập bảng biến thiên, thế thôi. Được chưa? Tuy nhiên thì cái hàm này nó mới chỉ là một cái hàm gọi là hàm cơ bản nhất, dễ nhất thôi. Thầy sẽ tăng cái mức độ của nó lên nhá. Rồi các em xong chưa? Mọi người xong chưa? Đó, thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu thầy tăng mức độ lên dần. Các em theo dõi này. Tìm khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số y bằng sin của x cộng pi trên 3, y bằng sin của x cộng pi trên 3 trên cái vùng đó là vùng từ trừ pi trên 2 đến pi trên 3. Đó. Người ta có thể đưa ra một cái khoảng bất kỳ và các em phải nhận định được
là trên cái khoảng đấy, cái hàm số của em nó sẽ có cái tính chất như nào, tăng hay giảm. Vậy thì lúc này mọi người sẽ thấy là ở trong cái câu hỏi này, giúp thầy một chút, các em sẽ thấy là cái góc của mình bây giờ nó sẽ không còn là góc x nữa, đúng không? Vậy thì nó sẽ khó xét hơn so với cái bên này. Ở đây người ta sẽ làm như sau cho nó đơn giản nhất này. Các em vẫn cứ lập cho thầy một cái dòng của x. Và các em nhớ là cái tính đồng biến nghịch biến này là nó đang xét theo x. Các em nhớ chưa? Nó đang xét theo x. Vậy thì x mình vẫn cứ lập từ âm pi trên 2 đến pi trên 3. Và bây giờ mình sẽ có thêm một cái dòng nữa. Đó là dòng x cộng pi trên 3. Các em sẽ có thêm cái dòng đó là dòng x cộng pi trên 3. Vậy thì bây giờ x của em nó dao động từ đây đến đây. Thì x cộng pi trên 3 nó sẽ dao động từ đâu đến đâu? Thì các em chỉ cần lấy các con số này các em cộng thêm bao nhiêu? Pi trên 3 là được. Vậy các em cộng thêm pi trên 3 nó sẽ ra bao nhiêu nào? Âm 1 phần 2 cộng với 1 phần 3 nào? Nó sẽ ra bao nhiêu? Âm pi trên 6. Tiếp tục nào. Pi trên 3 cộng pi trên 3 nào? 2 pi trên 3. Rồi, bây giờ nha, đây sẽ là cái chỗ mấu chốt quan trọng nhất của bài này. Tạm thời các em quên cái dòng x đi. Các em bỏ qua cái dòng này giúp thầy. Bây giờ các em chỉ quan tâm đến dòng dưới thôi. Đây sẽ là góc của em. Góc này của em nó nằm ở trong sin. Vậy tạm nghĩ như thế này ở trong đầu nhá. Hãy coi cái góc này là góc T. Và bây giờ các em sẽ phải đi xử lý sin T. Vậy thì cái T của em nó nằm từ âm pi trên 6 đến 2 pi trên 3. Và em quên hết cái dòng x này đi, đừng nhớ gì đến nó nữa cả. Bây giờ em chỉ lập bảng biến thiên cho sin T thôi. Và bảng biến thiên cho sin T và bảng biến thiên cho sin x thì nó sẽ giống hệt nhau. Chẳng qua là nó thay chữ x bằng chữ gì thôi, bằng chữ T. Như vậy bây giờ tất cả mọi thứ mình không liên quan gì đến x nữa, mà mình sẽ làm theo thằng gì? Thằng T. Vậy thằng T từ âm pi trên 6 đến 2 pi trên 3 nó sẽ có cái thằng nào đặc biệt ở trên đây không? Từ âm pi trên 6 đến 2 pi trên 3 nó sẽ có hai chỗ đặc biệt, đó chính là chỗ gì? Chỗ 0. Và chỗ tiếp theo đó là chỗ pi trên 2. Đúng chưa? Rồi, và đến đây thì em vẫn làm sin T một cách bình thường. Sin của âm pi trên 6 là bao nhiêu nào? Đó, chỗ này cái việc học thuộc nó rất quan trọng, đúng không? Sin của âm pi trên 6. Sin của pi trên 6 là mấy? Là 1 phần 2. Vậy sin của âm pi trên 6 sẽ là âm 1 phần 2. Sin 0 là gì? Là 0. Sin pi trên 2 là gì? Là 1. Và sin của 2 pi trên 3 là gì? Sin của 2 pi trên 3. Sin của 2 pi trên 3 nó là sin của 120 độ, nó chính là căn 3 trên 2. Vậy căn 3 trên 2 có nhỏ hơn 1 không kem? Có chứ. Như vậy đến đây thì mình có thể thấy là hàm số nó đang rơi vào trạng thái đồng biến này. Và nó đang rơi vào trạng thái đồng biến này, nghịch biến này. Nhưng trước khi mà các em đi kết luận ấy, thì bây giờ các em lại phải lưu ý một tí này giúp thầy. Cái vùng đồng biến này này và cái vùng nghịch biến này này, nó đang tính theo cái biến là biến gì? Biến T. Đó. Nó đang tính theo cái biến là biến T. Thế thì bây giờ các em muốn kết luận được bài toán ấy, thì các em phải hiểu là cái đề bài này nó đang tính theo cái biến là biến gì cơ? Biến x. Vậy thì bây giờ mọi thứ là đang tính theo biến t, thì bây giờ các em phải trả cái biến t về biến x giúp thầy. Vừa nãy em tạo ra t bằng cách nào? Em tạo ra t bằng cách là em lấy x cộng pi trên 3. Vậy bây giờ em từ t em trả về x thì em chỉ cần lấy cái này trừ đi pi trên 3. Vậy em trừ đi pi trên 3 thì nó là đây rồi. Em trừ đi pi trên 3 thì nó là đây rồi. Đúng không? Vậy em chỉ cần lấy pi trên 2 em trừ đi pi trên 3 giúp thầy là được. Pi trên 2 trừ pi trên 3 là bao nhiêu? Pi trên 6. Và đến đây thì các em sẽ kết luận nhé. Hàm số đồng biến
ở trên cái vùng đó là vùng âm pi trên 2 đến pi trên 6. Và hàm số nó sẽ nghịch biến ở trên cái vùng đó là vùng pi trên 6 đến pi trên 3. Đó. Tất cả những cái góc nó không phải chỉ là x thì em cứ xét theo t giúp thầy. Và sau khi em xét theo t thì em trả nó về x là em kết luận thôi. Thì trong tự luận là chúng ta sẽ làm như thế này các em. Còn đối với những cái bài trắc nghiệm, lựa chọn đáp án hoặc là đúng sai thì nó đơn giản hơn. Là tí nữa thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bấm máy tính. Nào mình để ý này, bây giờ của mình nó là hàm cốt đúng không? Vậy thì đầu tiên ấy, x của em nó vẫn tính từ âm pi trên 4 cho tới pi trên 2 nhé. Mình để dài ra một chút. Rồi bây giờ mình sẽ xét theo cái t, nó sẽ là 2x trừ đi pi trên 6 giúp thầy. Đầu tiên là các em nhân 2, sau đó các em mới trừ đi pi trên 6. Các em nhân 2 nó sẽ ra bao nhiêu? Nhân 2 trừ pi trên 2, trừ pi trên 2 trừ tiếp pi trên 6, trừ 2pi trên 3. Vậy từ đây cho tới kia là các em nhân 2 tiếp thì đây nó là pi, thì nó sẽ là 5pi trên 6. Vậy thì bây giờ em liệt kê ra những cái vị trí đặc biệt giúp thầy nào. Âm 2pi trên 3 thì đây nó sẽ có âm pi trên 2. Đây nó sẽ có 0. Đây nó sẽ có pi trên 2. Và đây nó sẽ có 5pi trên 6. Các em đồng ý chỗ này chưa nhỉ? Đúng không? Rồi ok. Đến đây em sẽ lấy cốt nhé. Cái này em đặt nó là t và đây nó sẽ là cốt t. Nào cốt của âm 2pi trên 3 là bao nhiêu? Cốt của âm 2pi trên 3 chính là cốt của 2pi trên 3 và nó chính là trừ 1 phần 2. Cái này là 0. Cái này lại là gì? 1. Cái này là 0. Còn cái cuối cùng này nó là gì? Trừ căn 3 trên 2. Như vậy, chiếu theo những cái giá trị ở đây, các em có thể thấy là trong vùng này nó tăng, trong vùng này nó giảm. Vậy thì bây giờ các em chỉ cần đưa nốt cái này về x giúp thầy là xong. Vừa nãy em làm gì? Vừa nãy em nhân 2, sau đó em trừ pi trên 6. Thì bây giờ đây là t, thì bằng x nhân 2 rồi trừ đi pi trên 6. Vậy x sẽ là gì? Sẽ là t cộng pi trên 6 và chia gì? Chia 2, đúng không? Em làm ngược lại. Vừa nãy em làm thế nào thì bây giờ em phải làm ngược lại. Em nhân 2 rồi em trừ thì bây giờ em phải cộng rồi em chia. Như vậy, không em cộng pi trên 6, xong em chia 2 thì đây sẽ thành pi trên 10 gì? 12. Ok chưa? Đến đây em kết luận thôi. Hàm số nó sẽ đồng biến trên cái vùng đó là âm pi trên 4 cho tới pi trên 12. Và hàm số của em nó sẽ nghịch biến trên cái vùng đó là pi trên 12 đến pi trên 2. Thế thôi các em, rất là ok. Rồi, em làm thêm một câu nữa giúp thầy. Tìm khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số y bằng tan 2x cộng pi trên 3. Y bằng tan 2x cộng pi trên 3 ở trên cái vùng đó là từ trừ pi trên 6 đến pi trên 4. Rồi, các em xử lý cái này giúp thầy. Hôm trước các em học lý thuyết về hàm số lượng giác rồi nhá. Đó là cái hàm tan ấy, nó sẽ là hàm luôn luôn đồng biến trên các khoảng xác định. Vậy bây giờ em chỉ cần tìm xem là trên cái vùng này thì cái chỗ nào nó sẽ đồng biến. Cái hàm tan nó sẽ là hàm luôn luôn đồng biến. Còn hàm sin, hàm cos thì nó sẽ có cả đồng cả nghịch. Đó, em xử lý xem. Đầu tiên là x của mình nó tính từ âm pi trên 6 đến pi trên 4. Bây giờ em làm 2x cộng pi trên 3. Nó ra bao nhiêu các em? Đây là âm pi trên 3 cộng pi trên 3 thì đây thành gì? 0. Đây thành pi trên 2 cộng pi trên 3 là bao nhiêu nhỉ? 5pi trên 6. Rồi, thế thì
sin cotang cotang thì các cái vị trí đặc biệt của nó cũng cứ cách nhau một vùng là pi trên 2 thôi. Như vậy ở đây nó sẽ có cái vị trí pi trên 2. Tuy nhiên thì bây giờ em sẽ lấy tang t nhá. Em coi cái này là t giúp thầy. Đây em lấy tang t. Em ơi, tại pi trên 2 thì cos bằng gì? Cos pi trên 2 bằng 0. Vậy tang của pi trên 2 không xác định, có đúng không? Như vậy tại cái vị trí tang t, ở vị trí t bằng pi trên 2 thì cái hàm tang của em nó không xác định. Nhưng mà em đã được học là cái hàm tang của mình nó sẽ luôn là một cái hàm đồng biến. Như vậy chỉ trừ những cái vị trí không xác định ra thì trên những cái khoảng mà nó xác định thì nó sẽ luôn luôn rơi vào trạng thái gì nhỉ? Đồng biến. Hiểu vấn đề không? Nó sẽ luôn luôn đồng biến. Nhưng chắc chắn với em một điều là nó sẽ không thể nào đồng biến từ đây đến đây được. Vì sao? Bởi vì nó có một vị trí nó không xác gì, nó không xác định, thì lúc này các em phải kết luận khác. Thế thì bây giờ các em đưa nốt cái thằng pi trên 2 này về x giúp thầy nào. Pi trên 2 trừ pi trên 3, sau đó chia 7, chia 2. À đây sẽ là pi trên 10 gì? 12. Vậy từ đây các em sẽ kết luận là hàm số của em nó sẽ đồng biến. Nhưng nó sẽ đồng biến trên hai vùng, đó là từ âm pi trên 6 cho tới pi trên 12. Và pi trên 12 cho tới pi trên 4. Thì đây chính là kết quả. Như vậy là đối với tất cả những cái bài toán xét tính đơn điệu này, mình sẽ đi từ cái việc lập bảng biến thiên. Và để lập được bảng thì cái việc các em học thuộc các cái giá trị đặc biệt nó quan trọng. Còn lại khi mà các em đi làm bài tập trắc nghiệm ấy, thì các em sẽ bấm máy tính. Thầy có thể lấy ví dụ cho mọi người. Ví dụ 6 có nội dung như sau này. Thầy sẽ hỏi là như này cho đơn giản này. Hàm số y bằng sin 2x đồng biến trên khoảng nào trong 4 đáp án? Hoặc đối với câu hỏi đúng sai, người ta cũng có thể hỏi là hàm số này đồng biến trên khoảng này đúng hay sai, đúng không? Đấy, thì những câu như vậy mình không cần phải làm tay, mình có thể dùng máy tính mình chốt. Thầy cho cái đáp án A nhé, đó là từ 0 đến pi trên 4. Thầy cho đáp án B, đó là từ pi trên 2 đến pi. Thầy cho đáp án C, đó là pi đến 3 pi trên 2. Và thầy cho đáp án D, đó là 3 pi trên 2 đến 2 pi. Đó, và bây giờ mình sẽ bấm máy tính. Mình bấm bằng cách nào? Thì đầu tiên ấy là các em sẽ sử dụng cái công cụ, đó là công cụ mod 8. Nhưng trước khi mà các em làm ấy là các em phải hiểu rõ tất cả mọi thứ này. Cái mod 8 nó là bảng giá trị. Và bảng giá trị tức là mình sẽ đi liệt kê các cái giá trị ra. Và khi mà em có một cái bảng liệt kê của tất cả các giá trị thì em sẽ biết được các giá trị của mình nó sẽ tăng hay nó giảm. Nhưng trước khi mà các em làm thì cái máy tính này của em nó có thể hiển thị là tối đa 40 giá trị. Còn máy tính 570 ấy, thì nó sẽ hiển thị là 29 giá trị. Vậy thì việc đầu tiên trước khi mình làm là mình phải set up một chút đã. Bây giờ thì mình phải chuyển cái vấn đề đầu tiên, đó mình chuyển đơn vị. Đơn vị là các em phải dùng theo đơn vị radian. Các em chuyển đơn vị, có biết chuyển không? Set up, đúng không? Set up, set up, đơn vị radian. Đó, đấy là set up đơn vị nhá. Thứ hai này, chúng ta phải set up bảng. Cái bảng này của các em là các em chỉ dùng cái fx thôi, nên là các em sẽ tắt cái thằng gx đi. Các em vào cài đặt bảng để tắt gx, cài đặt bảng, set up, cài đặt bảng. Các em xuống, các em chọn đến cái phần bảng ấy. Rồi, các em chọn bảng và các em chỉ chọn cái thằng fx này thôi. Các em bỏ cái thằng gx đi. Đấy. Nào, bây giờ thì các em sẽ nhập hàm số thôi. Các em nhập vào, các em nhập sin 2x vào. Các em nhập sin 2x vào. Nhập hàm. Các em nhập sin 2x vào. Được chưa?
Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chạy này. Ấn bằng thôi, bắt đầu chạy này. Bắt đầu. Bây giờ nó là một câu trắc nghiệm 4 đáp án. Thì đồng nghĩa là các em sẽ phải chạy trên 4 đáp án. Và đáp án nào thỏa mãn thì mình chọn luôn. Đây sẽ là vị trí bắt đầu, còn đây sẽ là vị trí kết thúc. Vậy bắt đầu là 0 và kết thúc sẽ là pi trên 4. 0 và pi trên 4. Được chưa? Thế còn cái bước này nó là gì? Cuối trừ đầu chia 40. Còn máy nào hiển thị hoặc là máy đều đều 570 ấy, thì chia 29. Được chưa? Cuối trừ đầu chia 29. Còn máy này chia 40. Cuối trừ đầu chia 40. Đó. Rồi, bây giờ nhá. Nhìn vào cái cột Fx này. Nếu mà nó chỉ tăng ấy, nếu mà nó chỉ tăng, tức là nó sẽ luôn rơi vào trạng thái đồng biến. Kiểm tra có thấy nó tăng không? Nó vẫn đang tăng. Nó vẫn đang tăng và nó chưa có dấu hiệu giảm. Nó vẫn đang tăng. Đúng không? Nó tăng từ đầu đến cuối. Đó. Nó không giảm một chút nào luôn. Em thấy không? Đó. Không giảm đúng không? Không giảm một chút nào luôn. Như vậy, đến đây em kết luận chưa? Trong vùng này nó đồng gì? Đồng biến. Tất nhiên, em có thể bấm tiếp một vùng nữa. Em bấm vùng thử đáp án B. Em bấm pi trên 2 đến pi. Pi trên 2 đến pi. Cuối trừ đầu chia 40. Đó, cuối trừ đầu chia 40. Và bây giờ các em quan sát này. Các em sẽ thấy này. Đây nó đang giảm không? Nó đang giảm. Nó giảm như thế này tức là nó đang nghịch biến. Vậy thì làm sao mà nó có thể đồng biến được trong cái đáp án B này được? Đúng không? Nhưng mà trong đáp án B này các em để ý nhá. Nó có cả giảm cả tăng đấy. Tức là nó đang giảm này. Xong rồi tiếp tục nó lại gì? Nó lại tăng. Như vậy trong cái đáp án B này nó bao gồm cả vùng đồng biến, cả vùng nghịch gì? Nghịch biến, nhưng người ta chỉ hỏi đồng biến thôi. Vậy chứng tỏ đáp án B làm sao thỏa mãn được, đúng không? Đó, hiểu cách bấm chưa? Ok chưa? Thế thôi các em. Đó. Như vậy là thầy cũng kết thúc cái phần này ở đây luôn. Các em có... Dạng 5. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Vẫn chưa xong à các em? Xong chưa? Rồi, xong rồi thì phải vào bài thôi. Vấn đề đầu tiên mà chúng ta sẽ nói trong cái phần lớn nhất nhỏ nhất này, đó sẽ là những cái bài toán mà mình có thể đánh giá được. Loại số 1. Loại 1. Đó là chúng ta sẽ đi đánh giá. Đánh giá là như thế nào? Ở trong cái kiến thức các em đã được học thì sin, giá trị lượng giác sin của một góc bất kỳ, nó chỉ dao động từ âm 1 đến 1. Cốt cũng chỉ dao động từ âm 1 đến 1. Và mình sẽ sử dụng chính cái đấy để mình đánh giá. Được chưa? Ok, vậy thầy sẽ đưa ra cái câu đầu tiên dễ nhất các em có thể quan sát nhé. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng 2 sin x trừ 3. Đó, rất đơn giản. Dễ nhất trên thế giới này. Cơ bản như thế này thì các em đánh giá là nó xong. Vậy thầy đánh giá nó như thế này mọi người. Ở đây thì người ta không cho cái gì cho cái liên quan đến cái việc giới hạn cái góc x này. Tức là cái góc x này của em nó sẽ chạy trên r. Và khi x chạy trên r thì sin x nó sẽ mặc nhiên là nó sẽ dao động từ âm 1 cho tới 1. Được không? Ok, vậy chúng ta đánh giá này. Sin x nó sẽ dao động từ âm 1 cho tới 1. Vậy đến đây thì xong rồi các em. Các em nhân mấy lên? Nhân 2. Vậy khi các em nhân 2 thì nó sẽ dao động từ âm 2 cho tới 2.
Thế sau đó thì các em muốn chốt nốt thì các em làm gì? Trừ đi 3. Vậy các em trừ 3 thì nó sẽ dao động từ âm 5 cho tới gì nhỉ? Cho tới trừ 1. Như vậy đến đây thì mọi người sẽ thấy là cái y này của em nó sẽ nhận một cái tập giá trị, đó là từ âm 5 cho tới âm 1. Vậy cái thằng y nó dao động từ âm 5 cho tới âm 1 thì rõ ràng các em thấy là cái giá trị bé nhất của nó có phải chính là âm 5 không? Và giá trị lớn nhất chính là âm 1. Như vậy thì đây là một cái rất là đơn giản, đúng không nào? Tuy nhiên thì thầy sẽ đi mấy câu đơn giản thế này thôi, tí nữa nó sẽ phức tạp lên rất rất nhiều nhá. Ok, đến đây các em sẽ kết luận max sẽ bằng trừ 1, còn min nó sẽ bằng trừ 5. Đó, thế thôi, không có gì cả. Ví dụ 2 nhá. Tìm tập giá trị. Tập giá trị là gì Tú nhỉ? Là tập hợp chứa tất cả các giá trị có thể có của hàm số, đúng không? Đó. Và bản chất tập giá trị chính là tính từ cái chỗ giá trị bé nhất cho đến giá trị lớn gì? Lớn nhất. Thì cái tập giá trị ở trong cái câu này nó chính là từ âm 5 cho tới âm 1. Vậy bản chất của một bài toán tìm tập giá trị hay là tìm lớn nhất nhỏ nhất nó cũng chỉ là 1 thôi, được chưa? 2 nhưng mà trong 1. Đó, 2 nhưng trong 1. Rồi, tìm tập giá trị của hàm số y bằng căn của 3 trừ đi cos 2x. Đấy, căn của 3 trừ cos 2x. Rất đơn giản. X của mình nó có bị giới hạn ở trên đâu không? Không. Vậy x nó không bị giới hạn thì cos x hay là cos 2x hay là cos 5x hay cos 10x nó vẫn sẽ chỉ dao động từ âm 1 đến 1, đúng không? Chúng ta không quan tâm đến cái góc ở bên trong này nó là cái gì đâu. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái cos nó vẫn sẽ dao động từ âm 1 đến 1 là được. Vậy đến đây thì các em sẽ có cos 2x sẽ dao động từ âm 1 cho tới 1. Và bây giờ các em sẽ phải làm gì nhỉ? Rất khó đấy. Các em phải làm gì? Các em lấy 3, các em trừ đi nó. Vậy điều gì xảy ra khi mà mình lấy 3, mình trừ đi nó nhỉ? À, khi em thực hiện cái thao tác đó là em thêm dấu trừ vào trước hoặc là em thực hiện thao tác nghịch đảo thì cái dấu này của mình nó sẽ bị đảo chiều, đúng không? Vậy bây giờ em lấy 3, em trừ đi nó thì nó sẽ bị đảo chiều. Nó bị đảo chiều. Đảo thành gì nhỉ? À, 3 trừ đi âm 1 là thành mấy? 4. Và 3 trừ đi 1 là thành 2. Và sau đó thì các em sẽ lấy căn. Và khi các em lấy căn thì đây nó sẽ là căn 2. Còn đây nó sẽ là căn 4 là 2. Vậy từ đây chúng ta sẽ thấy là cái tập giá trị của y hay bản chất y nó sẽ thuộc cái tập hợp là từ căn 2 cho tới 2. Có đơn giản không? Hoàn toàn rất đơn giản, đúng không? Chưa thấy cái gì khó ở đây cả. Tiếp tục nhé. Tìm giá trị lớn nhất. Rồi, em xử lý nào. Nào, rõ ràng là các em để ý là sin thì dao động từ âm 1 đến 1. Nhưng khi các em bình lên thì nó sẽ không phải là dao động từ âm 1 đến 1 nữa đâu. Bản chất của bình phương thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 rồi mà các em. Vậy thì sin bình nó chỉ dao động từ 0 đến 1 thôi, chứ nó không dao động từ âm 1 đến 1 nữa, đúng không?
Vậy ở đây các em sẽ thấy là sin bình phương, các em biện luận luôn. Cái góc ở bên trong này nó là gì mình không quan tâm. Bởi vì cái góc này nó vẫn chạy trên R thì sin nó vẫn sẽ dao động từ âm 1 đến 1. Và sin bình sẽ dao động từ 0 đến 1. Rồi, và đến đây thì các em nhân 2 lên thôi. Các em trừ đi 5. Rồi, như vậy đây nó sẽ thành âm 5 và đây nó sẽ thành âm 3. Các em thấy đúng chưa? Hoàn toàn đúng, đúng không? Không thể sai được. Như vậy đến đây thì các em sẽ có min bằng trừ 5 và max bằng trừ 3. 2 trừ đi 5 là trừ 3. Dễ không? Dễ không Tú nhỉ? Tiếp tục nhá. Rồi, tiếp tục này, mời mọi người này. Ví dụ số 4. Nào, em xử lý cái này. Chúng ta xử lý luôn này. Sin bình phương x thì dao động từ 0 đến 1, nhưng mà thầy nhân mấy luôn? Nhân 2 luôn. Sau đó thầy lấy 3 trừ đi. Thầy lấy 3 trừ đi luôn. Thì nó sẽ đổi ngược dấu lại. Như vậy nó sẽ là từ 3 cho tới 1. Nhưng em ơi, mọi người ơi, bây giờ em lấy 5 em chia. Việc đầu tiên ấy, khi em thêm dấu trừ thì nó sẽ bị đảo chiều. Và thứ hai, khi em lấy nghịch đảo, nó cũng sẽ bị đảo chiều. 5 chia 1 là 5, 5 chia 3 là 5 phần 3. Đúng chưa? Như vậy đến đây thì em mới kết luận min nó bằng 5 phần 3 và max nó bằng 5. Rồi, bây giờ các em sẽ làm khó hơn một chút xíu nhé. Xem em đến đâu. Khó hơn một tí thôi. Một tí thôi. Đó. Vấn đề của câu này là gì? Vấn đề của câu này là cái x của em nó không chạy tự do thoải mái nữa. Nên là cái thằng cốt của em nó sẽ chưa chắc đã chạy được từ âm 1 đến 1 đâu. Vậy thì trong câu này cái x của em nó bị giới hạn. Vậy thì với những câu như này thì em phải lập bảng để em xem là cái cốt nó sẽ dao động từ đâu đến đâu. Vậy thì ở đây mọi người sẽ thấy là x tính từ âm pi trên 3 đến pi trên 4 thì ở đây nó chỉ có một cái vị trí đặc biệt, đó là 0. Và đây sẽ là cốt của x. Ở cái này nó sẽ là 1/2. Cái này nó sẽ là 1. Và cái này nó sẽ là căn 2 trên 2. Như vậy đến đây thì các em sẽ thấy là nếu mà tính từ âm pi trên 3 cho tới pi trên 4 ấy thì cái cốt của em nó sẽ nhận các cái giá trị từ 1/2 đến 1 rồi xuống căn 2 trên 2. Tuy nhiên đây là một cái bài toán lớn nhất nhỏ nhất nên là các em chỉ quan tâm đến giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất thôi. Vậy giá trị bé nhất là 1/2 và giá trị lớn nhất là 1. Và các em hiểu bản chất lúc này cốt của mình nó chỉ tính trong cái vùng 1/2 đến gì? Đến 1 thôi, được chưa? Ok, như vậy từ đây chúng ta sẽ có cốt sẽ dao động từ 1/2 cho tới 1.
cái số căn 2 trên 2 này nó lớn hơn cái số 1 phần 2 đấy các em. Vậy tính từ chỗ bé nhất đến chỗ cao nhất thì sẽ là từ 1 phần 2 đến 1. Và đến đây thì các em lấy là xong. Các em lấy 4 luôn. 4 cos x. 4 cos x nó sẽ dao động từ 2 cho tới 4. Và đến đây thì các em có 7 trừ đi 4 cos x. Thì nó sẽ dao động từ 3 cho tới 5. Và đến đây thì các em lấy 3 em chia. Thì lúc này nó lại bị đảo chiều. Đây sẽ là 3 phần 5. Và đây sẽ là 1. Như vậy mọi người sẽ thấy đây chính là min. Và đây chính là max. Các em hiểu vấn đề chưa? Rồi. Như vậy khi người ta cho đoạn ấy, là các em phải lưu ý. Bởi vì cái góc của em nó chỉ chạy trong vùng đấy thôi, thì các em bắt buộc các em phải lập bảng. Tuy nhiên mọi người mà thực sự gọi là hiểu hết mọi thứ hay là tinh tường ấy, thì mọi người phải làm được câu này. Đó, em làm thử xem thế nào. Em hiểu là như thế này này. Ở trong bài toán này em không thể đánh giá đồng thời hai hàm số được. Bởi vì em thấy là cái thằng bé nhất của sin là trừ 1 đúng không? Cái thằng bé nhất của cos cũng là trừ 1. Nhưng cả hai thằng đấy nó lại không đồng thời xảy ra cùng bằng trừ 1 tại một thời điểm, đúng không? Bởi vì sin bình cộng cos bình thì luôn luôn bằng mấy? Bằng 1. Vậy nếu thằng này cũng bằng trừ 1 mà thằng này cũng bằng trừ 1, vậy sin bình cộng cos bình lại bằng mấy nhỉ? Bằng 2, chứng tỏ là vô lý rồi. Em không thể nào mà đánh giá hai cái giá trị cùng một lúc được. Để mà làm được thì bây giờ em bắt buộc em phải sử dụng đến công thức cộng. Để em biến đổi toàn bộ cái biểu thức này, hay là hai cái giá trị lượng giác này các em biến đổi về 1 thôi. Vậy thì cái công thức cộng các em có nhớ là bây giờ ví dụ như trong bài này thầy sẽ đưa về sin nhé. Sin A cos B trừ sin B cos A thì có phải nó chính là sự xuất hiện của công thức cộng không? Vậy làm thế nào nhỉ? Làm thế nào nhỉ? Đã từng gặp, đã từng làm rồi. À đúng rồi, chia 2. Các em sẽ chia 2. Và khi các em chia 2, các em muốn đề bài của em nó không thay đổi thì em làm gì ở bên ngoài? Nhân 2. Tất nhiên là em chỉ đang thực hiện đối với cụm này thôi. Còn cái số 2 nó không liên quan thì kệ nó, cứ để nó ở đây. Đúng không? Vậy ví dụ bây giờ các em muốn đưa nó về theo sin, thì các em sẽ thấy đây sẽ là sin A. Thì cái thằng này các em phải chuyển nó thành cos B. Vậy sin A cos B thì đây nó sẽ là cos của pi trên 6. Xong rồi nó sẽ là sin A, nó chính là sin của pi trên 6. Có đúng 1 phần 2 chính là sin pi trên 6 không? Còn đây sẽ là cos B. Và như vậy đây chính là công thức cộng của các em chưa? Thì với những cái câu như này mình sẽ bắt buộc phải làm như thế. Đến đây thì nó sẽ thành 2 lần sin A cos B trừ sin B cos A. Và nó chính là sin của A trừ B. Và đến đây thì các em đánh giá nhanh nhé. Sin dao động từ đâu các em? Có quan tâm góc này là góc gì không? Không. Chỉ quan tâm là sin này vẫn sẽ dao động từ âm 1 đến 1. Vậy 2 nhân âm 1 là bao nhiêu? 2 nhân âm 1 là âm 2. Âm 2 trừ 2 là âm 4. 2 nhân 1 là 2. 2 trừ 2 còn 0. Như vậy đến đây em sẽ thấy là mắc của y nó sẽ bằng 0. Còn min của y nó sẽ bằng trừ 4. Các em đã hiểu bài chưa nhỉ? Vậy nếu các em hiểu bài cũng như là các em có tinh tường hơn ấy, thì thầy mời em làm câu này để em trở thành một người tuyệt vời. Ví dụ số 7.
tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Ok, các em làm xong câu này đi. Ở đây thì các em có thể hoàn toàn thấy là cái này mình có thể đưa nó về một hàm được. Ở đây mọi người sẽ thấy là đây là sin 2x, và cái này các em có thể biến đổi nó về cos 2x được mà. 2 cos bình là gì? 1 cộng cos 2x. Và bây giờ các em muốn xử lý được cái chỗ này thì cái chỗ này mình thành cộng 6 vào đây. Bây giờ các em muốn đưa nó về một hàm lượng giác ấy, thì cái này hệ số của nó là 1, hệ số của nó là 1. Và hệ số 1 này nó sẽ gắn liền với cả cái con số là 1 trên căn 2. Sau này mọi người sẽ biết cái cách làm rất là đơn giản như sau này. Đó là em chia cho căn của A bình cộng B bình. Vừa nãy em thấy là mình có sự xuất hiện của căn 3 và 1 không? Thì thầy chia cho 2. Bởi vì căn của 3 bình, căn 3 bình cộng 1 bình chính là căn 4, và căn 4 chính là 2. Thì ở đây là 1 và 1 thì thầy sẽ chia cho căn 2. Đây sẽ thành cos 2x. Và đây sẽ là 1 trên căn 2, đây sẽ là sin 2x. Và chia cho căn 2 thì các em sẽ nhân với căn 2 để cho nó trả về cái giá trị ban đầu. Vậy đến đây thì các em thích đưa về sin hay đưa về cos? Đưa về cos đi cho nhanh. Em ơi, đây có phải là cos A cos B trừ sin A sin B thì nó sẽ thành cos của A cộng B không? Vậy 1 trên căn 2 sẽ là cos của bao nhiêu? Pi trên 4. 1 trên căn 2 cũng là sin của pi trên 4. Vậy đây sẽ là cos A cos B trừ sin A sin B, đúng không? Vậy nó sẽ thành cos của 2x cộng pi trên 4. Quá nhanh luôn. Và đến đây em biện luận luôn. Cái này min là âm 1, vậy nó sẽ là 6 trừ căn 2. Cái này max là 1, vậy nó sẽ là 6 cộng căn 2. Đến đây xong chưa các em? Đấy. Việc học công thức và học giá trị lượng giác rất quan trọng. Mình phải thuộc nhá. Thuộc thì các em mới có cái tốc độ làm bài nhanh, còn nếu không thì nó sẽ không ổn đâu. Rồi, chào các em.